Xin chào các bạn khán giả của bóngda.com.vn. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11 và chúc tất cả các bạn một tháng mới thật nhiều niềm vui, thành công trong công việc và đừng quên theo dõi bóngda.com.vn để biết được những tin tức hot nhất quanh trái bóng tròn nhé. Và ngay sau đây là bản tin ngày đầu tháng. Đội trưởng của câu lạc bộ Arsenal đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ vì những hành vi có phần thô lỗ, không xứng đáng với chiếc băng thủ quân của pháo thủ. Đáp lại những lời chửi rủa, Saka hôm nay đã chính thức lên tiếng. Anh nói, việc họ thường xuyên la ó và đưa ra những lời bình luận khó nghe về tôi trên mạng xã hội gần đây khiến tôi bị tổn thương sâu sắc. Họ đã có những lời nói đại loại như, bọn tao sẽ bẻ gãy chân mày, giết vợ mày và mong con gái mày mắc ung thư. Những lời lẽ như vậy khiến tôi phát điên và sự chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn ở trận đấu diễn ra hôm Chủ nhật. Tại vòng 11 La Liga diễn ra vào đêm qua, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội bóng đang có phong độ rất cao là Granada để thua Getafe tới 1-3 trên sân khách. Trận thua này khiến đội bóng vùng Andalusia lỡ mất cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga từ tay Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cũng được xem là một thành công lớn của tân binh xứ sở đấu bò. Cũng trong đêm qua, Mallorca và Osasuna cầm chân nhau với tỷ số 2 đều. Trong khi đó, Villarreal để thua 1-2 trước Eibar, qua đó lỡ mất cơ hội chen chân vào top 4 mùa này. Trong trận cầu muộn nhất vòng 10 Serie A, Milan chỉ phải tiếp đón một đối thủ yếu là Spal. Tuy nhiên, đội bóng sọc đỏ đen đã có một trận đấu vô cùng vất vả trước lối chơi phòng ngự chủ động từ Spal. Rất may cho Rossoneri là họ có Suso biết tỏa sáng đúng lúc. Tiền đạo này ghi bàn thắng duy nhất trên chấm đá phạt, giúp Milan giành chiến thắng 1-0 chung cuộc. Chiến thắng này tạm giúp nửa đỏ thành Milano vượt qua khó khăn, leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Spal vẫn dậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Chuyển sang một diễn biến khác, ngôi sao của Barcelona Lionel Messi mới đây đã góp mặt trở lại vào danh sách tập trung của đội tuyển Argentina, chuẩn bị đối đầu với Brazil và Uruguay ở lượt trận quốc tế diễn ra trong tháng 11. Tiền đạo của Barcelona trước đó đã bị treo giò 3 tháng vì chỉ trích Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL. Cụ thể, Messi đã bức xúc tố CONMEBOL sắp đặt để Brazil lên ngôi vô địch tại Copa America năm 2019 sau khi thất bại ở chiến dịch này. Bên cạnh án treo giò, Messi cũng phải nộp phạt 50.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, tại Italia, Juventus thời gian gần đây đang lên kế hoạch để chiêu mộ rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Lần này là tài năng trẻ Erling Haaland của Red Bull Salzburg. Haaland đang là một viên ngọc quý tại châu Âu hiện tại. Anh đang là ngôi sao lớn tại Champions League khi dẫn đầu danh sách dội bơm với 6 bàn sau 3 trận. Huấn luyện viên Mauricio Sarri đã lên kế hoạch chiêu mộ Haaland trong thời gian tới. Cái giá mà đội bóng thành Turin đưa ra cho Salzburg là 40 triệu euro. Chuyển sang các tin tức liên quan đến Real Madrid, theo Calcio Mercato, Modric có thể chia tay đội chủ sân Bernabeu ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới nếu Real nhận đủ 10 triệu euro. Tiền vệ người Croatia đã nói chuyện với hai đội bóng thành Milan. Trong thời gian gần đây, AC Milan dường như là điểm đến ưng ý hơn với Modric. Kể từ sau khi giành quả bóng vàng, phong độ của Modric đang đi xuống rõ rệt và dần mất vị trí ở Real. Cũng tại Real, người đại diện của Gareth Bale mới đây đã cho rằng những tin đồn về việc cầu thủ này chuyển tới Trung Quốc thi đấu chỉ là những tin đồn không có căn cứ. Ông cũng khẳng định Bale vẫn đang hạnh phúc tại Real. Trên đây là tất cả những tin hot có trong ngày đầu tiên của tháng 11. Các bạn nghĩ sao về hành động của Saka? Liệu anh có đáng được tha thứ hay không? Hãy comment bên dưới để cho anh biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên bóngda.com.vn.